Xin kính chào quý cô bác và anh chị quay trở lại với kênh tư vấn pháp luật của con. Thì đây là cái thời điểm cuối năm, chắc hẳn là trong quý cô bác và anh chị đang rất là mong ngóng những cái tin tương tự như những công ty khác, là công ty A đang thưởng 200 triệu cho nhân viên, công ty B thưởng cho nhân viên một ngôi nhà. Đó là cái nội dung video hôm nay, nó liên quan đến cái việc là tiền thưởng cho quý cô bác anh chị mình đang làm việc ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức. Như vậy thì trong quý cô bác và anh chị, chắc hẳn là nhiều người chưa nắm hết được cái quy định pháp luật liên quan đến cái việc là thưởng này. Thì con làm cái video này ra để cho quý cô bác anh chị mình là nắm được những cái điều cơ bản để mình đảm bảo tốt nhất cái quyền lợi của mình trong cái quá trình nhận thưởng từ phía là các công ty mà quý cô bác anh chị mình đang làm việc. Thì cái quy định đầu tiên quý cô bác anh chị mình thường hỏi là có bắt buộc là công ty thưởng cho mình hay không? Thì con xin trả lời là căn cứ theo luật lao động và những văn bản liên quan thì là không bắt buộc là thưởng cho nhân viên. Việc thưởng này sẽ phải căn cứ vào kết quả kinh doanh, công ty sản xuất kinh doanh tốt thì mới có thưởng. Và thứ hai là phải căn cứ vào cái kết quả mà quý cô bác anh chị mình làm việc hiệu quả trong cái năm đó. Câu hỏi thứ hai là việc là lương thưởng này thì có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay là các loại thuế phí liên quan hay không? Thì câu trả lời là có. Thì căn cứ theo điều 2 của thông tư 11 năm 2013, thông tư của liên quan đến về thuế, thì cái việc là khoản thưởng này chúng ta sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân, tương tự như việc là đóng tiền lương vậy đó. Thì cái nó sẽ có một cái biểu thuế nhất định. Thì nội dung video con sẽ không trình bày nhiều, nhưng mà cái biểu thuế này thấp nhất là 5% thôi, và cao nhất là nếu cái mức tiền thực tế mà sau khi giảm trừ gia cảnh là trên 80 triệu đồng thì sẽ phải đóng đến là 35% cái biểu thuế thu nhập cá nhân. Thì con lấy ví dụ tương tự thôi, thì nếu như quý cô bác anh chị mình là sau khi đã trừ ra 9 triệu, có nghĩa là trên 9 triệu đồng cả lương thưởng, thì chúng ta mới phải là đóng thuế thu nhập cá nhân. Thì ví dụ như là chúng ta sẽ được thưởng là 2 triệu đồng, tức là chúng ta là có lương 9 triệu và được thưởng 2 triệu đồng, thì cái phần 2 triệu đồng mà chúng ta mới phải là đóng thuế. Và cái việc đóng thuế đó thì chúng ta sẽ, nó sẽ nằm trong biểu suất đầu tiên đó, thì nó bằng là 2 triệu là nhân với 5%. Đó thì sẽ ra là mức thuế thu nhập cá nhân mà quý cô bác anh chị mình phải đóng. Thì như vậy thì quý cô bác anh chị mình so vào lương và tra vào cái biểu thuế mà con để dưới phần mô tả của video để mình tính thuế, để coi xem, để coi là mình phải đóng thuế thu nhập cá nhân là bao nhiêu. Cái thứ ba là thuế thu nhập cá nhân có phải đóng bảo hiểm xã hội hay không? Thì câu trả lời là không bắt buộc. Căn cứ vào các cái văn bản quy định pháp luật liên quan, cụ thể là con xin dẫn ở đây. Đầu tiên đó chính là cái điều 89 của Bộ luật Lao động. Thứ hai là điều 17 của Nghị định 115, Nghị định Chính phủ. Thứ ba là thông tư 59/2015, thông tư của Bộ Lao động sang Thương binh và Xã hội. Và cuối cùng đó là một cái công văn hướng dẫn 560 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội ngày 6/2/2018. Thì những cái văn bản này họ quy định rằng là cái việc tiền thưởng này không bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội. Dĩ nhiên nếu như quý cô bác anh chị mình muốn là cái lương hưu mình sau này nó cao, thì mình yêu cầu là đơn vị mình đưa cái phần tiền thưởng đó vô để tính bảo hiểm xã hội cho quý cô bác anh chị. Tuy nhiên nếu như quý cô bác anh chị mình rơi vào trường hợp khó khăn, mình không muốn là đóng cái thuế thu nhập cá nhân trên cái phần, mình có xin lỗi, nếu mình không muốn là đóng cái phần là bảo hiểm xã hội trên cái mức là tiền thưởng này, thì chúng ta là yêu cầu công ty không đóng. Và cái điểm cuối cùng mà mọi người lưu ý thì là chúng ta làm việc chưa đủ 12 tháng thì chúng ta vẫn sẽ được nhận là tiền thưởng. Thì cái mức tiền thưởng rất là đơn giản, thì ví dụ như một người được thưởng là 12 triệu chẳng hạn, có lấy vậy cho dễ, thì chúng ta lấy là 12 triệu chúng ta chia cho 12 tháng, mỗi tháng là 1 triệu. Thì ví dụ như quý cô bác anh chị mình làm ở đơn vị đó được 5 tháng thì chúng ta sẽ được 5 triệu tiền thưởng. Hy vọng là một chút cái kiến thức này ấy, chia sẻ đến quý cô bác anh chị mình sẽ giúp quý cô bác anh chị mình có cái kiến thức tốt để bảo vệ tốt nhất cái quyền lợi nghĩa vụ của mình trong cái quá trình là chúng ta gom một đống tiền thưởng cuối năm. Và với mong muốn là kiến thức cho đi thì kiến thức còn mãi,
thì con sẽ tiếp tục làm những cái video chia sẻ kiến thức pháp luật cho quý cô bác anh chị mình hiểu được, để nắm rõ, để bảo vệ quyền cho mình. Nếu như quý cô bác anh chị mình thấy nội dung video là có ích thì bấm nút đăng ký ủng hộ con để con có thêm kiến thức, con có thêm cái động lực làm video khác. Kính chúc quý cô bác anh chị mình nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị mình trong những video lần sau.